Xin chào các bạn và các em học sinh đã quay trở lại với kênh Trường Học Thân Thiện. Trong video hôm nay, Trường Học Thân Thiện xin hướng dẫn cho các bạn và các em học sinh giải đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 4. Đây là bộ đề tham khảo số 2. Mời các bạn và các em học sinh cùng theo dõi. Câu thứ nhất, số gồm 5.070.600 được viết là E. 5.070.600, B. 5.007.600, C. 5.700.600 và D. 5.706.000. Như vậy chúng ta nhìn thấy E là đáp án đúng. Câu 2. Trong các số 5.785, 6.874, 6.784 và 6.487, số lớn nhất là số nào? E. Số 5.785, B. Số 6.784, C. Số 6.874, D. Số 6.487. Chúng ta nhìn vào bốn số thì chúng ta thấy chữ số hàng nghìn, đây là số có bốn chữ số. Chữ số hàng nghìn của số nào lớn thì số đó sẽ lớn hơn. Đó. Như vậy chúng ta sẽ có ba số này: 6.874, 6.784, 6.487 đều có chữ số 6 ở hàng nghìn như nhau. Chúng ta tiếp tục so sánh đến hàng trăm. Hàng trăm ở ba số này thì số 6.874 có số hàng trăm là số 8, lớn hơn số hàng trăm của hai số còn lại. Chính vì vậy, số lớn nhất ở đây là số 6.874. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 3. Trung bình cộng của ba số 36, 42 và 57 là E là 35, B là 305, C là 145 và D là 45. Như vậy muốn tìm trung bình cộng của ba số thì chúng ta lấy ba số đó cộng lại rồi chia 3 thì ra kết quả. Chúng ta lấy 36 cộng 42 cộng 57 rồi chúng ta chia 3 để được 135. Chia 3 là bằng 45. Như vậy, kết quả đúng là kết quả D, đáp án D. Câu số 4. Điền số thích hợp vào ô trống để một tấn là bằng bao nhiêu kg? Như vậy, E là 10, B là 100, C là 1.000 và D là 10.000. Chúng ta biết rằng là một tấn là bằng 1.000 kg. Chính vì vậy, đáp án đúng là đáp án C. Chúng ta sang các câu tiếp theo. Câu số 5. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 6m2 9dm2 và bằng ...dm2. Câu A là 690, câu B là 609, câu C là 6009 và câu D là 69. Chúng ta biết rằng là đơn vị diện tích hai đơn vị liền kề thì hơn kém nhau 100 lần. Như vậy là 6m2 thì bằng là 600dm2 và chúng ta cộng thêm 9dm2 nữa. Như vậy đáp án đúng là đáp án B, 609dm2. Câu 6. Số tự nhiên nào sau đây chia hết cho 2, cho 3 và cho 5? A, số 12, B, số 10, C, số 15, D, số 30. Chúng ta thấy rằng một số muốn chia hết cho 2 và cho 5 thì số đó ở tận cùng phải là có chữ số 0. Số cuối hàng đơn vị phải là số 0. Như vậy ở đây chúng ta có B, đáp án là 10, là số 0 cuối chia hết cho 2 và cho 5. D là 30 thì cũng chia hết cho 2 và cho 5. Nhưng trong hai số này thì số 30 chia hết cho 3. Chính vậy đáp án đúng là đáp án D. Câu 7, cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật. ABCD là chữ nhật. Đoạn thẳng BC là đoạn thẳng này vuông gấp với các đoạn thẳng nào? Đoạn thẳng BC thì song song với đoạn thẳng nào? Như vậy câu E chúng ta thấy đoạn thẳng BC thì vuông gấp với đoạn thẳng là AB và CD. Đoạn thẳng BC thì song song với đoạn thẳng
AD chúng ta có điền vào. Đó. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu 8, đẹp tính rồi tính. Câu E, 182.954 cộng 245.416. Câu B, 935.807 trừ 52.455. Câu C, 237 nhân cho 24. Câu D, 16.050 chia 75. Phần này thì chúng ta đặt phép tính bình thường để thực hiện. Đây là đáp án. Ở đây các em lưu ý ở câu E thì hai số này là hai số hạng đều có 6 chữ số, chúng ta đặt thẳng cột với nhau là được. Ở câu B là phép trừ, một số có 6 chữ số, số bị trừ có 6 chữ số và số trừ có 5 chữ số thì chúng ta lưu ý đặt thẳng cột này, hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột hàng chục, hàng trăm thẳng cột hàng trăm, hàng nghìn thẳng cột hàng nghìn, hàng chục nghìn thẳng cột hàng chục nghìn. Ở đây là số trừ không có hàng trăm nghìn nên chúng ta đỡ rộng. Đó, rồi chúng ta thực hiện phép trừ. Phép nhân thì lưu ý ở tích phụ thứ hai thì chúng ta đặt thuộc vào một chữ số. Đó. Ở phép chia thì chúng ta thực hiện 16.050 chia cho 75, chúng ta lấy 160 chia 75 thì được 2. 2 nhân cho 75 là được 150, chúng ta trừ ra còn dư 10. Hạ năm xuống, 105 chia 75 được 1. 1 nhân 75 bằng 75. 105 chia 75 bằng 30. Hạ 0 xuống, 300 chia cho 75 bằng 4. Và 4 nhân 75 bằng 300. Đây là phép chia không có dư. Đó. Trên đây là đáp án của bài câu 8, đẹp tính rồi tính. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu 9, tính bằng cách thuận tiện nhất. 876 nhân 64 trừ 876 nhân 54. Chúng ta thấy ở đây là hiệu của hai tích, hiệu của hai tích. Và ở đây chúng ta thấy mỗi tích có cái số giống nhau là số 876. 876. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ biến cái hiệu của hai tích này thành là một số nhân với một hiệu. Chúng ta đã học rồi. Như vậy chúng ta sẽ chuyển số 876 ra ngoài, rồi nhân với cái hiệu là 64 trừ 54. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện phép tính trong dấu ngoặc đơn trước. Trong biểu thức có dấu ngoặc đơn thì chúng ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc đơn trước. 64 trừ 54 là bằng 10. Như vậy chúng ta sẽ ghi lại 876 nhân. Kết quả của phép trừ trong dấu ngoặc đơn là bằng 10. 876 nhân 10. Và chúng ta dễ dàng nhẩm được bằng 8760. Chúng ta sang bài câu số 10. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 90m, chiều dài hơn chiều rộng 22m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó. Như vậy chúng ta lưu ý nè. Chúng ta cùng đọc lại đề toán một lần. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 90m, chiều dài hơn chiều rộng là 22m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó. Như vậy, yêu cầu đề toán là hỏi là chúng ta là phải tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật. Như vậy, muốn tính diện tích hình chữ nhật thì chúng ta phải biết chiều dài và chiều rộng. Muốn tính diện tích hình chữ nhật thì chúng ta lấy chiều dài nhân chiều rộng. Như vậy, chúng ta phải tính được chiều dài bằng bao nhiêu và chiều rộng bằng bao nhiêu. Ở đây, người ta cho nửa chu vi hình chữ nhật là 90m. Như vậy, chúng ta sẽ có chiều dài cộng chiều rộng bằng 90. Bởi vì chiều dài cộng chiều rộng nhân 2 thì ra chu vi. Và đây là nửa chu vi nên chúng ta chỉ việc là cộng lại là nó ra. Như vậy chiều dài hơn chiều rộng 22. Như vậy chúng ta thấy đây là bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Như vậy tổng đây là chiều dài cộng chiều rộng bằng 90 này, nửa chu vi này. Nửa chu vi chính là tổng của chiều dài và chiều rộng. Và chiều dài hơn chiều rộng là 22, vậy hiệu là 22. Như vậy muốn tính chiều dài thì đó là số lớn trong toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu á, thì chúng ta lấy 90
cộng 22 chia 2. Còn muốn tính chiều rộng thì chúng ta lấy 90 trừ 22 chia 2. Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Như vậy chúng ta đi giải bài toán. Chiều dài của mảnh vuông hình chữ nhật là chúng ta lấy 90 cộng 22 chia 2. Như vậy 90 ở đâu? Đây là chính là nửa chu vi. Nửa chu vi chính là bằng tổng của chiều dài cộng chiều rộng. À, như vậy 90 cộng 22 chia 2 chúng ta là bằng 56 mét. Có chiều dài rồi, chúng ta đi tìm chiều rộng. Chiều rộng của mảnh vuông hình chữ nhật là chúng ta lấy tổng trừ hiệu chia 2 là bằng 34 mét. Ở đây chúng ta cũng có thể lấy là cái tổng này trừ đi cái chiều dài thì nó cũng sẽ ra chiều rộng. À, có hai cách. À, như vậy chúng ta đã có chiều dài, có chiều rộng. Chúng ta đi tính diện tích. Muốn tính diện tích hình chữ nhật thì chúng ta lấy chiều dài nhân chiều rộng cùng đơn vị đó. À, như vậy 56 nhân 34 là bằng 1904, đơn vị là mét vuông. Và đáp số là 1904 mét vuông. Chúng ta sang câu thứ 11. Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Biết chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5. Bài toán này thì tương đối là khó. Các em đọc kỹ cái đề toán và chúng ta suy luận từng bước một. Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Biết chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5. Như vậy chúng ta để ý nè. À, số lớn nhất có 4 chữ số là số 9999. Nhưng ở đây là người ta nói là 4 chữ số khác nhau. Như vậy chúng ta có là số lớn nhất mà có 4 chữ số mà khác nhau thì là số 9876. Bởi vì sao? Đây là các chữ số khác nhau. Muốn số đó lớn nhất thì chúng ta phải chọn số hàng nghìn là số lớn nhất là số 9. Hàng trăm là số 8. Số còn lại hàng chục là số 7 và hàng đơn vị là số 6. Yêu cầu của đề toán ở đây là biết chữ số hàng trăm là chữ số 5. Như vậy là cũng số 8 này là đã được thớ bằng chữ số 5 rồi. Như vậy ở hàng chục thì chúng ta sẽ dịch con số 8 qua hàng chục. Một yêu cầu nữa, số đó vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5. Như vậy số mà vừa chia hết cho 2 và cho 5 thì tận cùng số đó phải là chữ số 0. Số tận cùng của chữ số đó là chữ số 0. Chính vì vậy, chúng ta suy ra số cần tìm là số 9580. 9580, bởi vì đề cho là số hàng trăm là chữ số 5 rồi nè. À, ở đây chúng ta không thể điền chữ số 9 bởi vì là 4 chữ số khác nhau nên chúng ta phải chọn con số còn lại là số 8. Số 7, số 6, nhưng mà số 8 là lớn nhất, chúng ta điền số 8. Số 5 ở đây là bắt buộc rồi. Và số cuối cùng thì phải, cái số này phải vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5. Nên cái số tận cùng này là phải số 0. Phải là số 0 mới chia hết cho 2 và cho 5 được. Như vậy, số cần tìm là số 9580. Đó là toàn bộ các bài tập trong đề tham khảo số 2 của môn toán lớp 1, đề kiểm tra cuối kỳ 1. Xin chào các bạn và các em học sinh. Hẹn gặp lại các em và các bạn ở các video sau.